tướng quân đội sẽ tràn ngập trong bộ máy lãnh đạo nhà nước. Sự thật hay tin đồn? Việt Nam một quốc gia đang ở trong thời bình, nhưng các lãnh đạo cấp cao trong tứ trụ có đến 3 người là các tướng lĩnh công an và quân đội. Đồng thời, sự thiếu vắng các lãnh đạo kỹ trị được đào tạo bài bản sẽ ảnh hưởng đáng kể trong việc phát triển kinh tế của đất nước. Theo giới phân tích, các tướng lĩnh công an và quân đội ở Việt Nam hiện nay không có nhiều khả năng về kỹ trị do không được đào tạo để quản trị quốc gia. Điều đó sẽ tạo ra một sự ngăn cách giữa lãnh đạo Việt Nam với các chính khách của quốc gia dân chủ phương Tây. Dưới thời của cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, lực lượng thanh kiếm và lá chắn là chỗ dựa quan trọng cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, việc ông Trọng quan tâm quá lớn tới lực lượng công an đã khiến cho giới chức tướng lĩnh quân đội không hài lòng. Việc đòi hỏi về cân bằng quyền lực giữa công an và quân đội là nhu cầu bức thiết, thậm chí các tướng lĩnh quân đội đã được cho là mong muốn quân đội đóng vai trò trung tâm trong hội thế chính trị tại Việt Nam. Việc Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường trở thành tân chủ tịch nước là thắng lợi đáng kể cho phe quân đội. Có ý kiến cho rằng thừa thắng sốc tới, phe quân đội đang thể hiện xu hướng sẽ nắm giữ các vị trí lãnh đạo trong hệ thống chính quyền cấp địa phương, đó là các chức danh bí thư, chủ tịch cấp tỉnh, của thành phố. Ý kiến này căn cứ vào việc mới đây, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, một trong ba tướng lĩnh định quân đội phong hàm cú chót trong cuộc tháo lùi của ông Tô Lâm đã trở thành tân bí thư tỉnh ủy tỉnh Thành Hóa. Đây là lần đầu tiên một thượng tướng quân đội vừa được phong hàm sau 5 ngày thì đã chuyển sang lãnh đạo chính quyền cấp tỉnh. Công luận thắc mắc thượng tướng Nguyễn Doãn Anh sẽ hưởng được lương của chức vụ bí thư tỉnh ủy hay theo cấp bậc thượng tướng hoặc cả hai. Việc sử dụng tướng lĩnh quân đội làm lãnh đạo cấp tỉnh như trường hợp tướng Nguyễn Doãn Anh đã khiến cho người ta liên tưởng tới vấn đề an ninh mất ổn định. Như dưới thời đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa, chính quyền đã bổ nhiệm hàng loạt tướng lĩnh, sĩ quan trong vai trò tỉnh trưởng hay quận trưởng. Trong bộ máy quản lý nhà nước hiện nay, các lãnh đạo cấp cao của ngành công an đang nắm giữ các vị trí bí thư, chủ tịch các thành phố trên cả nước với số lượng không hề nhỏ. Đây là một trong những lý do khiến cho lực lượng ủy viên trung ương và ủy viên bộ chính trị có gốc là công an luôn áp đảo các ngành khác cũng như áp đảo cả bên quân đội đến nay do quá lép vế trước phe công an nên phe quân đội mới bừng tỉnh và theo suy đoán tới đây họ cũng sẽ chơi con bài tương tự quân đội sẽ bắt đầu triển khai chiếm lĩnh mặt trận này không chỉ ở cấp tỉnh thành phố mà còn ở các bộ ngành trung ương tới đây các tướng lĩnh quân đội sẽ xuất hiện trong bộ máy lãnh đạo nhà nước ngày càng nhiều hơn nếu đúng như suy đoán thì điều đó sẽ khiến cho vấn đề vũ trang hóa bộ máy chính quyền ngày càng tệ hại hơn trước đây điều đáng nói các tướng lĩnh quân đội không được đào tạo về kiến thức cũng như nghiệp vụ quản lý nhà nước sẽ rất khó khăn trong công việc mới của mình hơn thế nữa với tác phong chỉ huy của giới chức quân đội sẽ khác xa với phong cách lãnh đạo của giới chức dân sự từ đó sẽ nảy sinh sự độc đoán độc tài theo kiểu chỉ bàn làm không bàn nổi. như ông thủ tướng phạm minh chính khi nói về dự án đường sắt cao tốc bắc nam việt nam vốn đã thiếu vắng các khuôn mặt có khả năng kỹ trị trong bộ máy lãnh đạo nhà nước đến nay lại xuất hiện xu hướng mới, đó là sự lãnh đạo của giới chức tướng lĩnh quân đội. Đây là điều sẽ khiến cho các nhà đầu tư ngoại quốc nghi ngại và đặt câu hỏi về tính ổn định chính trị tại Việt Nam. Đó là điều lợi bất cập hại. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Lương Tâm Quang sẽ thành công trong vụ đổi Trịnh Xuân Thanh lấy nhàn AIC hay không? Bộ trưởng Lương Tâm Quang sẽ dẫn đầu phái đoàn cấp cao của Bộ Công an Việt Nam đi thăm và làm việc ở Cộng hòa Liên bang Đức kể từ ngày 28 tháng 10. Một nguồn tin nội bộ của Thời báo chấm cho biết, mục đích chính của chuyến đi Đức này của ông Quang là để dẫn độ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về Việt Nam. Và đây là hình Bộ trưởng Lương Tam Quang. Theo kế hoạch ngày 28 tháng 10, Bộ trưởng Quang sẽ có hai cuộc gặp và hội đàm với Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức và với Thứ trưởng Phụ trách về An ninh và Cảnh sát Liên bang thuộc Bộ Nội vụ Đức. Khi gặp bà Nancy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức, ông Quang sẽ đề nghị phía Đức hỗ trợ bắt giữ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, viết tắt AIC, để dẫn độ về Việt Nam. Đổi lại, Bộ trưởng Công an Việt Nam cam kết sẽ trao trả ông Trịnh Xuân Thanh về Đức theo yêu cầu của chính phủ Đức trong những năm trước đây. Được biết, việc đề nghị chính quyền Đức hỗ trợ bắt giữ và dẫn độ bà Nhàn AIC nằm trong chương trình tối mật của Bộ Công an. Điều này nhằm phục vụ việc thanh trừng trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam liên quan đến Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang. Cả hai nhân vật này vẫn bị cáo buộc có những mối quan hệ mờ ám cả về tình cảm cũng như tiền bạc đối với bà Nhạc. Những thông tin kể trên có nhiều điểm trùng khớp với bản tin của Nhật báo Test mới đây khi nữ nhà báo Đức Marianne Mai đề cập đến bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhạn Và đây là hình Thủ tướng Phạm Minh Chính. Theo đó, phía Việt Nam sẽ cho phép ông Trịnh Xuân Thanh quay lại Đức, nơi vợ và ba trong số năm người con ông đang sinh sống, nếu phía Đức chấp nhận trao trả bà Nhàn. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người đã bị tòa án Việt Nam kết án vắng mặt với mức án 30 năm tù với cáo buộc tham nhũng và gian lận đấu thầu. Sau khi rời Việt Nam vào năm 2022, bà đã đến sống tại Đức và đang được các lực lượng an ninh Đức bảo vệ chặt chẽ để tránh nguy cơ bị bắt đọ yêu cầu dẫn độ từ phía Việt Nam đã bị cơ quan tư pháp Đức từ chối, một phần do hậu quả từ vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh năm 2017. Ông Trịnh Xuân Thanh sau khi về Việt Nam đã bị tòa án tuyên hai bản án tù chung thân vì tội danh tham nhũng. Bất kể ông Thanh kiên quyết phủ nhận các cáo buộc này và cho rằng các bản án mang động cơ chính trị. Nhật báo Test cho biết vụ án của bà Nhàng cũng có động cơ chính trị vì có liên quan đến Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chính quyền Đức vẫn tỏ ra thận trọng, đặc biệt trong bối cảnh tình hình chính trị Việt Nam phức tạp liên quan đến các đối thủ chính trị của Thủ tướng. Và đây là hình bị án Nguyễn Thị Thanh nhàn. Theo tác giả Maria Mai, phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Đức xác nhận với nhật báo Test rằng cuộc gặp sẽ diễn ra vào thứ hai, ngày 28 tháng 10, và sẽ kéo dài khoảng 1 giờ giữa các đại diện của Việt Nam và Quốc vụ khanh Nội vụ Đức, Hendrik. Bộ Nội vụ Đức không cung cấp thông tin về nội dung cuộc gặp mà phía Việt Nam đề nghị. Theo thông tin giờ chó, phía Việt Nam đã đưa ra thêm một đề nghị khá hấp dẫn với phía Đức, đó là dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân của Việt Nam sẽ ưu tiên dành cho Siemens, một công ty nổi tiếng của Cộng hòa Liên bang Đức, nếu đáp ứng điều kiện trao đổi nói trên. Liệu phía Đức có đồng ý với thỏa thuận này hay không vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Thứ nhất, không phải Bộ Nội vụ Liên bang Đức có thể quyết định liệu một người có bị dẫn độ sang quốc gia khác hay không mà việc này thuộc thẩm quyền của tòa án và Bộ Tư pháp Liên bang Đức. Thứ hai, Việt Nam không có một hệ thống tư pháp độc lập, điều mà phía Đức khó có thể chấp nhận. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Lương Tâm Quang sẽ thành công trong vụ đỏ Trịnh Xuân Thanh lấy nhàn AIC hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Tại sao Tổng Bí thư Tô Lâm phải cảnh giác sự trở dậy của phan Nghệ tịnh? Ngày 25 tháng 10, truyền thông nhà nước đưa tin, Tổng Bí thư Tô Lâm tra quyết định của Bộ Chính trị, phân công chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú giữ chức thường trực ban bí thư kiêm chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương. Theo tổng bí thư tô lâm, bộ chính trị đã thống nhất cao để ông tú đảm nhiệm chức danh thường trực ban bí thư kiêm chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương. Và đây là hình ông trần cẩm tú. Vị trí thường trực ban bí thư là vị trí quan trọng đứng thứ năm trong hệ thống nhân sự lãnh đạo cao cấp sau tứ trụ. Chức vụ này còn được mệnh danh là phó tổng bí thư trong cơ cấu của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân vật đứng thứ hai sẽ thay thế cho Tổng Bí thư trong thời gian vắng mặt. Ông Trần Cẩm Tú hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, đương kim chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Như vậy, ông Trần Cẩm Tú có thể vừa giữ chức thường trực Ban Bí thư, vừa kiêm nhiệm chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giống như ông Trần Quốc Vượng tại nhiệm kỳ Đại hội 12 từ năm 2016 đến năm 2021 đã được phân công giữ thêm chức thường trực Ban Bí thư thay cho ông Đinh Thế Huỳnh nghỉ chữa bệnh. Đến lúc này, cán cân quyền lực trong nội bộ đảng đã cho thấy ông Tô Lâm đang suy giảm quyền lực rõ rệt. Trong khi ban lãnh đạo Bắc Kinh được cho là đã công khai việc không hài lòng với tổng bí thư Tô Lâm, đồng thời ra mặt công khai ủng hộ tân chủ tịch nước Lương Cực. Với tham vọng độc chiếm quyền lực cao nhất trong đảng, theo mô hình nhất thể hóa, phe hạ Tĩnh cũng như nhóm lợi ích Nghệ An là mục tiêu xóa bỏ hàng đầu của ông Tô Lâm. Nhắc đến phe thân Bắc Kinh trong đảng, không thể không nhắc tới hai phe cánh chính trị này. Vốn do cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thiết lập như bệ đỡ cho hệ thống quyền lực sâu rộng của ông trong hơn 15 năm cầm quyền. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Nếu một khi nhổ được hai cái gai lớn Trần Cẩm Tú và Phan Đình Trạc, tổng bí thư Tô Lâm sẽ rảnh tay và dễ dàng thâu tóm trọn quyền lực trong đảng vào đại hội 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Trước đây, mối quan hệ giữa Tô Lâm và Trần Cẩm Tú được cho là khá ăn ý trong việc điều tra xử lý các vụ án tham nhũng lớn. Tuy nhiên, kể từ khi ông Tô Lâm bộc lộ tham vọng tạo thanh phe nghệ tỉnh, thì thái độ của ông Tú đối với ông Tô Lâm đã thay đổi hoàn toàn. Theo giới thạo tin, đã có những cáo buộc cho rằng ông Trần Cẩm Tú đã từng nhận 2 triệu đô la của bà Hoàng Thủy Thúy Lan, cựu bí thư tỉnh Ủy Vĩnh Phúc, liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn. Hay đã có những đồn đoán cho rằng đứng đằng sau tập đoàn Cây Xanh Công Minh là ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trước đây, vào tháng 5 năm 2024, vụ án này đã bất ngờ dừng lại. Nhưng ngày 5 tháng 10 vừa qua, Cục An ninh Điều tra Bộ Công an A09 đã quyết định mở rộng điều tra vụ án công ty Cây Xanh Công Minh trúng thầu 3.500 tỷ đồng. Cho đến nay, tham vọng tạo thành phe nghệ tỉnh rõ ràng đã dặm chân tại chỗ. Các nhân vật cộm cán như Trần Cẩm Tú, Phan Đình Trạc hay Trần Hồng Hà vẫn bình an vô sự? Phải chăng Tổng bí thư Tô Lâm đã ở trong tình thế lực bất tổng tâm, dù muốn nhưng không thể thực hiện nổi? Và đây là hình tân chủ tịch nước Lương Cường. Đến nay, các phe phái chống ông Tô Lâm trong đảng đã thắt chặt sự liên kết thông qua hệ thống các ban đảng đã khiến tình thế có sự thay đổi. Việc ông Trùm Phe Hà Tĩnh, Trần Cảm Tú được kiêm nhiệm chức thường trực ban bí thư và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương là điều Tổng bí thư Tô Lâm cần phải cảnh giác. Phe nghệ tỉnh đã và đang có nhiều biểu hiện trỗi dậy để tính sổ với ông Tô Lâm và phe Cảnh. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tại sao Tổng bí thư Tô Lâm phải cảnh giác sự trỗi dậy của phe nghệ tỉnh? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thảo báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới